với vốn tiếng Hoa, tiếng Anh bập bõm trong những ngày làm bồi, cô nhanh chóng tiếp cận khách làm ăn, giao dịch, mua bán bất động sản, cho thuê xe du lịch và giàu lên một cách nhanh chóng. Tiểu Hương thật sự bước vào thương trường một cách vô tình, gây dựng nên cơ sở sản xuất nước uống tinh khiết quê hương. Cô bé bụi đời đói cơm rách áo ngày nào đã trở thành tỷ phú Quỳnh Tiểu Hương. Giàu có rồi, thế nhưng Hương luôn không quên những người bạn bụi đời lăn lóc hè phố ngày nào như mình. Có căn nhà đầu tiên, chị kéo tất cả bạn bè đến ở, đưa những đứa trẻ bụi đời, những trẻ sơ sinh bị bỏ rơi về nuôi dưỡng và xem chúng như con ruột của mình. Riêng tại trung tâm nhân đạo quê hương do chị sáng lập, trong số 238 đứa con chị đang cưu mang, thì có đến 75% trẻ bị khuyết tật. Vốn hiểu được cái thua thiệt khi không biết viết biết đọc trước đây của mình, và cũng là để cho các con có thêm tri thức. Vậy là những lớp học được mở ra để các con của Tiểu Hương có cơ may hòa nhập với đời. Mỗi đứa con đến từ mỗi nơi khác nhau, mỗi hoàn cảnh khác nhau. Các em từng là gánh nặng của gia đình và xã hội. Vì vậy, tự lập, tự tin và vươn lên vượt qua số phận cũng là bài học đầu tiên mà những người con, người em của Quỳnh Tiểu Hương học được từ chính nơi này. Khi mà tốt nghiệp trường sư phạm xong thì đôi mắt của tôi cứ mờ dần và mờ dần đi. Lúc này thật sự tôi rất là khủng hoảng, mất niềm tin cuộc sống. Và cuộc đời tôi thật sự là thay đổi khi được gặp chị Tiểu Hương, được nghe chị kể về cuộc đời của chị. Thật sự tôi thấy là cái lúc bất hạnh của tôi không thấm gì so với cuộc đời của chị. Và tôi được chị nhận làm người thân và đưa về trung tâm nhân đạo quê hương để dạy dỗ các em khiếm thị và các em có hoàn cảnh thật sự có khó khăn và bất hạnh. Và từ đó cuộc đời của tôi có nhiều ý nghĩa và tôi thấy có niềm vui trong cuộc sống. Đồng cảnh ngộ, cùng chịu sự khiếm khuyết của tạo hóa, cùng một ý chí vượt qua chính mình, nên các em ở đây rất tự giác trong học tập và làm việc. Tiểu Hương vẫn dạy các con rằng cuộc sống vốn có nhiều khó khăn, thử thách, dũng cảm vượt qua và đừng để điều gì có thể che khuất ước mơ, niềm tin và hoài bão. Cũng từ chính niềm tin và nghị lực của mình, người mẹ ấy đã truyền cho các con nguồn sức mạnh lớn lao để vượt qua những nỗi bất hạnh của cuộc đời. Nếu như em không được gặp mẹ Hương và không được vào trung tâm để học, em sẽ nghĩ cuộc đời của em nó mãi mãi nằm trong sự mù quáng và sự bất hạnh. Được sự chăm lo và sự dạy dỗ của mẹ Út và cậu mợ và các thầy cô và các bạn, cho nên em đã biết chữ, em đã biết viết, biết đọc chữ nổi. Nhưng điều mà em mơ ước nhất khi em muốn sẽ trở thành con người có ích cho xã hội. Không chỉ lo cho các con bị khuyết tật ăn học trong mái ấm của gia đình, mà Quỳnh Tiểu Hương còn cùng nhà trường lo cho các con có khả năng đến trường học tập. Cô bé Huyền là một trong những đứa con may mắn ấy. Học nữa đi em, để mai này có thể hòa nhập cộng đồng một cách tốt nhất, và hơn thế nữa là để nối tiếp con đường mà mẹ Hương đã đi. Từ sâu thẳm trái tim, hơn ai hết, Tiểu Hương hiểu rằng hạnh phúc lớn nhất của đời mình là có những đứa con này. Dẫu không sinh ra nhưng đều do chị cưu mang và chăm sóc, nên những đứa bé này chính là tình yêu duy nhất của chị. Giờ các con có được cái hạnh phúc ấm êm trong vòng tay mẹ, nhưng các con vẫn còn nhỏ lắm để biết được niềm hạnh phúc đầu tiên của mẹ là gì. Kỷ niệm của Tiểu Hương là cái ngày hôm nay không thể quên được, là lúc Tiểu Hương ở ngày Tiểu Hương đi vào Nam phát triển tàu, mà Tiểu Hương bị trên tàu, chỉ có thể ấm sự mọi người
không sao chị Hương ở trên tàu thì chị Hương được cô áo bộ đội cũng giúp chị Hương. Trong lúc cô ngồi với một người bạn của cô kêu cô đừng có cưới nó, nó là người ăn cắp. Nhưng cô áo vẫn không sợ, tại vì cô vẫn đặt niềm tin vào chị Hương và cô vẫn đưa chị Hương về đơn vị bộ đội để cho chị Hương ăn cơm, cho chị Hương được ăn ốc bận. Hơn 20 năm vừa qua, cho tới hôm nay, Tiểu Hương vẫn mang theo đó một kỷ niệm vui của Tiểu Hương và một cái niềm hạnh phúc lớn của Tiểu Hương. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Nhà đông con, tính nết mỗi đứa một khác nhau. Nhưng điều dễ thương và đáng quý là các em ở trung tâm dân đoàn này có chung một tính nết là biết thương yêu, chăm sóc lẫn nhau. Không một ai có thể sống một cuộc đời mà thiếu dám tình yêu. Và sự quan tâm chính là sự dây kết nối vô hình giữa họ. Một con người mà bị đạp dưới đáy xã hội, vượt lên số phận trở thành một bậc thánh mà thế giới ca ngợi là mẹ Teresa của Việt Nam. Thì cái người mà bị lạm dụng nó lớn lên trong cái quốc hận, thì cái này không có, đó là cái chuyện này. Chuyện thứ hai là làm sao thường người ta phải lớn lên trong một cái gia đình một giới tình thương thì con người mới lớn lên bình thường và mới có cái tình thương con mẹ biết đâu ra. Vất vả một mình làm ăn suốt hơn 15 năm, Tiểu Hương đã dồn tiền, dồn của và dồn công sức để xây dựng nên trung tâm nhân đạo quê hương. Những dãy nhà khang trang, những sân chơi thoáng mát cho người bất hạnh dần được xây dựng nên. Mặc dù được sự quan tâm giúp đỡ từ nhiều nguồn, từ nhiều tấm lòng của các nhà hảo tâm, nhưng để chăm lo lâu dài và căn cơ cho hàng trăm trẻ mồ côi, khuyết tật là một bài toán nan giải. Vì thế, Tiểu Hương đang luôn cần sự